Để làm Bluetooth mà có nhiều người nước ngoài xem thì chúng ta nên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Nếu muốn dịch tiếng Việt tiếng Anh thì các bạn nên phải tải cái thông Google dịch. Google dịch này về nhé. Ở cái biểu tượng là cái cuối cùng ở trên màn hình tôi đang có này. Và cũng khuyến cáo các bạn là khi làm Bluetooth thì các bạn nên phải tải về những phần mềm như này. Một là phần mềm chỉnh sửa video KineMaster ở trên phía hàng trên màn hình của tôi. Thứ hai là tải về cái hình Bluetooth Audio này. Đó. Thứ ba là cái hình thumbnail, chỉnh sửa hình thumbnail. Nếu các bạn phải có cái phần mềm này thì các bạn kéo được xem hơn. Bây giờ không để các bạn chờ lâu nhé. Tôi xin dịch một tiêu đề ra tiếng Anh để cho video nhé. Bây giờ các bạn mở Google dịch ra. Lúc nãy tôi có một video tôi mới đăng lên đấy, thì là ghi là ngày 30 tháng 4 làm gì đây này. Đó, ấn này lên nhá. Ngày 30 tháng 4 làm gì? Các bạn ấy ấn vào cái hình hai lớp, mình chuyển sách hai lớp này nhá. Đó, ấn vào thì đã hiện lên là bản dịch đã được sao chép. Thì bây giờ ta lại chuyển về ban đầu nhá. Các bạn vào YouTube Studio và cái hình bánh răng này, tutorial này. Đó, các bạn tìm đến cái video mình vừa đăng lên đấy. Đây, cái hình video 30 tháng 4 làm gì đây, hình bên trên này. Ấn vào. Đó, ấn vào cái hình cái bút ở trên này nhá. Ấn hình cái bút để chỉnh sửa video này. Bây giờ ta ấn vào cái chữ ngày 30 tháng 4 làm gì đây. Ấn vào đây. Ấn vào, nó hiện lên chữ dán này, đúng không? Đấy, các bạn ấn vào chữ dán, thế là nó hiện chữ này lên rồi, tiếng Anh lên rồi. Anh dấu phẩy vào đây, cách ra. Đấy, thế là cái video này đã được dịch cho tiếng Anh nhá, cái tiêu đề này đã được dịch cho tiếng Anh rồi. Rất đơn giản, các bạn thấy không? Khi mà bạn muốn đăng lên công khai, thì như của tôi đây, tôi vừa đăng lên thì đăng luôn lên công khai nhá. Ấn vào chữ không công khai này thì ta ấn vào chữ công khai video. Thế là các bạn đã công khai video này nhá. Bây giờ ấn vào danh sách phát này. Ấn vào danh sách phát thì các bạn chọn cái gì thì các bạn chọn thôi. Danh sách phát mình có sẵn rồi. Ấn vào đây. Đấy. Trở về, lưu vào nhá. Nhớ lưu vào. Thế là xong. Thế thôi, rất đơn giản như thế thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho nhận xét và đăng ký kênh các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau nhé. Chào các bạn.